nhưng mà ngày hôm nay tôi tới đây. Ai bớt nói đi. Tôi sẽ có dắt theo. Em rồi, em bớt nói đi. Hai người bạn của tôi. Hai người bạn. Sẽ tới đây cùng nhau chiến đấu với các bạn. Ok. Đây, xin tự giới thiệu. Nhìn là biết cúp biển rồi đúng không? Đúng. Cúp biển vùng Caribe. Caribe. Đây là B. Caribe. Không phải Caribe nha. Không. Đây, cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Rất dễ thương và nhí nhảnh, cái gì chết cái gì đây cột giùm cho. Rồi cái giọng này luôn. Trời ơi. Trời ơi. Nhịp báo ngọc kìa. Cái này lần ba rồi. Nhịp báo ngọc. Anh sai rồi, anh xin lỗi em đi. Đó, anh sai rồi, xin lỗi em đi kìa. Đây là ghế đầu tiên. Đây là hai nhân vật chuẩn bị chiếu. Bộ phim mang tên Hạ Cuối Tình Đầu. Trời ơi. Hạ Cuối Tình Đầu. Đóng vai hai nhân vật chính nè. Hai nhân vật chính, nam chính và nữ chính. Tôi không đóng. Phim đó là Miko Lan Trinh có đóng đó. Rồi Miko phải biết chứ. Bạn biết Lan Trinh đóng vai gì không? Bạn Lan Trinh đóng vai gì nè? Vai gì nè? Vai gì? Hai nhân vật chính biết tôi chết. Em biết. Em biết luôn. Em sẽ đóng với em à. Đó. Nè nè nè. Bên đây là hai người này biết rồi, còn người này là ai? Tên có hai chữ. Chữ đầu bắt đầu là chữ H. Ồ. Chữ sau bắt đầu là chữ N. Ngày trước tham gia người kết nối với Miko Lan Trinh luôn. Ủa có hả? Tham gia với Miko nhiều quá, Miko không nhớ họ là ai. Không phải, tại vì Miko chỉ nhớ được trai đẹp thôi. Cái này không đẹp hả? Không biết đâu được, không tháo mặt nạ thôi biết. Rồi mở ra một cái là nhức nách liền. Lăng Khoa. Bậy luôn. Nó là chỉ có mụn. Nó không có mụn. À, nó không có mụn. Bây giờ biết không? Tên em luôn á, mà tự nhiên cái tên em nó đi vào quá khứ dị vãng trong cái đầu anh. Bây giờ nó đón lại đi, tôi đón luôn. Giống tên một cá sởi. Đó. À. Hồ. Quá. Quang Hiếu. Gì kìa, hồ hồ Quang Hiếu gì? Tào lao. Tào lao. Hồ. Tào lao. Hồ Quang Hiếu nào đây? Hồ Quang Hiếu nào đây? Hồ Quỳnh Hương. Tên Quỳnh Hương. Hay quá vậy. Hay quá. Hay mà Dũng Quýt mà. Hay mà. Hay là Dũng Quýt mày à. Đây. Thôi giờ không có thời gian nữa. Đây. Em tôi. Hoàng Nguyên. Tháo mặt ra cho tao thấy cho em. Tháo đi. Hoàng Nguyên, Hoàng đây, xin mời em, tự giới thiệu tên tuổi cho mình đi nào. Em là Quỳnh Hương. 20 tuổi, Quỳnh Hương rất xinh. Rất xinh. Thôi em không cần giới thiệu nữa, em qua đây em giới thiệu. Anh đừng có đồng như người em coi. Thấy người ta đẹp, đụng đụng như người ta. Đây. Anh đối thủ mà. Mình đang có một cái thái độ tâm lý khác nha. Đừng bao giờ thấy người đẹp mà nắm tay người ta. Bây giờ là mời, xin mời Hoàng Nguyên cũng như là Quỳnh Hương giới thiệu một chút xíu về mình. Thời gian vừa qua Nguyên với lại Quỳnh Hương có tham gia một bộ phim điện ảnh Hạ Cuối Tình Đầu của đạo diễn Trương Quang Thịnh. Ngày dự kiến phát hành là ngày 6 tháng 4. Cái vai mà Nguyên đóng trong Hạ Cuối Tình Đầu là một nhân vật mà đóng hai cá tính, cua một lần hai người phụ nữ và hai người đó là bạn thân. Rồi khi đi với người này á thì một tâm lý khác, một style khác. Nguyên là nam chính, còn hai bạn nữ. Hai bạn nữ là em là Quỳnh Hương với lại chị Hồng Loan. Có cảnh nóng không? Gần nóng. Có cảnh nóng của em. Có không? Anh nhất định sẽ coi. Anh nhất định sẽ coi. Mà tôi nghe đồn bữa giờ các bạn hiếp người ta dữ lắm. Nè bữa qua hiếp Hoàng Mèo nè, Đại Ngục Trâm nè. Ăn hiếp nhiều lắm. Tại sao ăn hiếp người thân không vậy? Hôm nay là trả thù cho những người anh em của tôi. Bây giờ muốn thách đấu như thế nào? Trước khi tới đây á là tụi tôi có điều tra hết trơn rồi. Điều tra làm sao nè? Nói chung là Miko Lan Trinh, Sĩ Thanh, Bát Vô á đều rất yếu về môn thể thao. Nói gì vậy? Bây giờ mình cá chơi cái môn thể thao nào đó, sau đó là người nào thua quát lông chân. Làm vậy là không được. Giờ chi thi kiến thức đi. Không. Thi nhân chia đồ đi đi. Không bao giờ mà thằng nào ngu mà đi chơi kiến thức hết trơn á. Đúng vui rồi đấy. Anh không có nói anh. Dạ ok, giờ chơi thể thao là chơi cái gì? Ngày muốn chơi cái gì tôi chơi cái đó. Không, thấy cảm gì không? Cầm cái vỏ mày. Bây giờ cái lượt chơi rất đơn giản. Lượt đầu tiên 10 lần và một người đá và hai người hứng. Đội nào hứng được nhiều và anh hơn rồi nó thắng. Còn lượt thứ hai, mỗi đội sẽ cử ra một thành viên và người này đội này đá cho đội chi hứng. Đội nào hứng được nhiều hơn
đội đó là người chiến thắng. Nhưng mà cái gùi của anh Tân em thấy hình như có lông lá gì, ăn gian gì vậy? Không ăn gian gì trơn, cái này là khác nữa đó. Trời ơi, cái gì vậy? Trong cái lượt chơi này, đội nào thua sẽ đội cái này đi từ đầu tới hết chương trình. Trời ơi, vậy vậy, giữ hình tượng đó thôi. Nguyên, xin thăm đi em. Ví dụ của em quan trọng lắm đó. Nhường cho em á. Sao mà nhường cho em á? Mà đưa cho phụ nữ không em nào? Nhường cho chị đó. Vô sao ai thắng là được chờ lại lựa chọn trước không? Không cần nói, không cần nói. 1, 2, bắt, bắt, bắt. Rồi, vô, đâu mà đó đi chứ. Hai người hứng đi để anh đá cho. Đeo vô, đeo trước ngực. Về cái khoảng này thì tôi đá cũng dở mà tôi hứng cũng dở. Đâu cái trò gì bạn cũng dở, nó mang dục à. Người hứng sẽ đứng từ vị trí này. Còn người đá, người đá sẽ đứng ở cách vị trí này. Có mức sẵn rồi. Nè, khó người khó ta vậy không? Hứng chính xác, anh đá cũng rất chính xác. Hay em cứ yên tâm, hồi xưa anh đá đội tuyển quốc gia mà. Quốc gia nào? Mày nha. Vô. Mày thương ở đâu vậy? Hứng đi coi. Hứng chính xác, anh đá cũng rất chính xác. Hay em cứ yên tâm, hồi xưa anh đá đội tuyển quốc gia mà. Cái vỏ, chứ không phải hứng bằng cái vỏ. Cái vỏ, cái vỏ không hứng. Cái vỏ, tập trung nè. Lượt thứ hai. Hứng cái coi. Không có dùng tay, không có dùng tay giữ vỏ. Không có dùng tay giữ vỏ. Đây anh chỉ cho, đứa này anh chỉ cho một cái hứng rất điệu nghệ. Phải nhắm, nhắm làm sao chính xác vào, để được chứ. Rồi trọng tài đã thử đi. Nè nè, coi nè, bạn bạn giúp mình các bạn. Nè nè, thấy chưa, thấy chưa. Mình phải dùng cái ngực của mình nữa. Cái ngực không phải để không. Phụ nữ có ngực làm gì? Để cái gì vậy? Vậy Nguyên đá đi. Đây, đây Nguyên đá được không? Thôi em đá đi. Nó đá có được chứ sao cái ngõ thì nó quét vậy? Chứ anh nó làm chỗ nào? Trời ơi trời. Thôi bây giờ ai trong bàn nha. Má ơi, nó tàn phá. Ai trái đã được đá. Lượt thứ ba bắt đầu. Mày che cái lỗ mũi thì chính cái lỗ mũi mày nữa đó. Ủa cái ngực ra mày hết mày sao làm được, đúng rồi. Nè, lấy gạo đó. Đó không? Đó rồi em. Lượt này không tính. Tại vì cầm cái tay giữ, đã nói không được giữ tay. Tiến thao vô được rồi, đúng rồi. Nhớ nghe em. Thấy chưa? Có kinh nghiệm, có kinh nghiệm. Khổ là mấy đứa. 4-2. Cái này nó hơi thấy đó mấy đứa. Thấy quá. Anh xin lỗi, cái cú này nó hơi thấy, anh xin lỗi. 5-2. Cú này nó thấy quá. Quá suy. 5-2. Có. 6-3. Được cái dép luôn rồi, không sao hết. 6-3. Đó. 7-4. Trời ơi trời. Ê sao đá gì đây mày vậy? Chứ sao tao lựa điểm tâm tâm mà. Nè em, cái này tới em nè. Đây em ạ. Rồi cái này tới em. Đáp định là bữa nãy á. Mình nói. 8-5. Ôi trời ơi. Quay. Chính xác. Bên đây nè. Bên kia đi. Bên đây nè. Anh đã là cái máu muốn bé nha. Ê. 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 Tôi không có khả năng kết hợp tay chân đâu bạn. Mời bạn, đây cái kẹo đây cho mình. Đây. Trời ơi, cái gì mà chưa gì đã đòi thua rồi bà. Thử Sĩ Thanh trước cho chắc. Đó. Đó. Thôi sao, thôi sao, thôi sao. Ê. 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 Tỉnh, tỉnh. Có vụ mà ủa lên chứ hả? To là một lợi thế. Hèn chi, lợi thế hết đội mình. Lại nè. Ủa nữa hả? Tao chưa thổi kẹt. Tao chưa. Đúng rồi. Tôi không kẹt. Trời ơi, ơi, ơi. Ai kêu không thổi. Ai kêu không thổi. Cao xanh ơi, tôi thấy cái banh nó lòn qua đây rồi. Dập tường lại. Ê đứng sao quá. Lên. Vô mặt. Cô gái thương mình. Ngon quá. Đâu, cái này là người của ban tổ chức. Nhiêu ơi, nhiêu ơi. Cái
cái đây là như là người của ban tổ chức đó. Ê, ví dụ mà mình ăn hai trái nữa là mình ăn rồi đó. Ok, lại luôn đi, cho nhanh là nhanh lên. Trái nữa, trái cuối là ăn rồi. Trái cuối là ăn luôn nha, cho Miko đi, cho Miko đi. À, Miko nè. Miko, vô. Ôi, này. Thôi xong, thôi xong. Yeah, thôi nhiêu đó là đủ rồi. Yeah. Đối thủ bèo quá, những người thách đấu với tôi là những người đấu. Sợ quá. Bộ tóc hối của ai đeo vậy ta? Chưa, tôi với bạn đấu một lần nữa mà. À, ok. Sắm xù xì á, là xưa rồi, bây giờ tôi với bạn Tân. Người nào nhiều người đó chọn. Rồi, ok. Ờ, bắt đầu. Gì vậy? Chắc bạn lại một lần nữa. Làm cái gì ghê? Làm trước đi. Tôi làm trước đúng không? Ừ. Hai cái nè. 2, 3, 4, 5, 6. 12, 12. Rồi thôi nói nghe nè bạn. 12 trái rồi. Bây giờ tôi đá vào hướng trước. 5 lượt đá nha. Ờ. Rồi. Đá đàng hoàng nha. Đấm đá đẹp quá. Ồ, bắt sơ giỏi quá vậy trời. Điệp viên mà. Bây giờ hôm nay tỏa sáng mọi người ơi. Đi đâu vậy, đi đâu vậy? Wow, 5 ăn 5 luôn. 5 rồi, 5 quả thôi. Áp lực quá anh Đương ơi. Anh gian quá à. 1 quả. 2 quả. Ra đây bây giờ, 1 quả chật thôi. Thôi xong. Chồng tôi chồng. Em thấy là không biết chậm được rồi. Xong rồi, bỏ đi ha. Đủ rồi ha. Sao anh Tân bay lên? Bay không nổi dưới cái bụng.